Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay bên mình giới thiệu một dòng bát 16, bát mới 100% hàng nhập khẩu của bên Trung Quốc về. Đây là bát 16 của B3, hàng Trung Quốc anh em nhé, 16 Trung Quốc. Một con bát mà có cả tem QC, QC bát ở đây. Hàng chất lượng. Sở hữu một cái màng giấy và có 4 gân sóng ở cái màng. Nó cho những cái sóng âm nó đi ra rất là chuẩn. Một cái gân mút và xương sắt. Con này như sản phẩm này thì công ty công bố côn là 25 và từ bên trong là từ 8 cm anh em nhé, từ 8 cm, và họ đã úp cái sắt nó lại đó. Ở đây úp nó lại bằng một cái miếng sắt 7 màu. Đây là hàng mới 100% anh em nhé, mới 100%. Mình sẽ đo cái thông số để anh em mình biết. Đường kính của nó là cắt ngang mặt là 16/6, 16/6. Và ta có cái xem nào, cái úp này, này. Cái miếng úp này lại là 8/8 này, đó. 8/8. Cái này khi mình quét thùng thì anh em mình trừ đi 2 phân nhé. Trừ đi 2 phân thì anh em quét 14/6 là được. Đây, quét thì mỗi bên trừ vào 1 phân. Mình cũng test một chút cái tiếng của con này để xem QC bát của Trung Quốc thì anh em mình đánh giá thế nào. Test trực tiếp nhé, không có phân tần. Đây em thấy tôi đoạn nhạc từ đầu này. Để anh em mình nghe nhé. Không qua phân tần. Anh em mình mới nghe một chút thì có đánh giá gì hãy comment ở dưới video để anh em mình cùng thảo luận. Với dòng bát này thì cá nhân mình đánh giá nó một cân mút thì khi thả tiếng trống khá tốt và lời ca khá là hay với dòng bát này. Và đối nói về dòng bát 16 này thì anh em mình cũng có thể làm nó chung được anh em nhé. Côn 25 làm chung tốt, anh em mình mới nghe cái tiếng ca nên rất tốt nhưng làm chung được. Và về giá thành bán một đôi, mình sẽ bao ship tận nhà cho quý vị các bạn là 600.000 đồng một đôi. Mọi thông tin về sản phẩm anh em gọi điện cho bên mình qua số máy 0904 61 2323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.